chặt các bản kinh xe phong cách 24 giờ. XT10 lột xét nhẹ nhàng tạo ấn tượng mạnh của biker Sài Gòn. XT là dòng xe con tay sản xuất của nhà Yamaha. Ngày 18 tháng 7 vừa qua, hãng Yamaha Motor đã tổ chức cái buổi họp báo kỷ niệm 1 triệu chiếc XT tận Nam. Nguyên nhân được cộng đồng chơi xe ưa chuộng chủ yếu đã xuất phát từ các hệ đầu tiên cho đến nay, thì XT luôn sở hữu trên mình dốc dáng góc cạnh, đậm chất thể thao. XT10 cũng là một trong số đó, các thế hệ mới nhất khi mang lại hình hài hầm hố cùng với phân khúc 150cc vượt trội đã tạo ra rất nhiều nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các biker mong muốn sở hữu được em nó. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, các bản độ dần dần được ra đời, từ nhẹ nhàng đến hố với những phong cách khác nhau. Tương tự như vậy, con chiến mã XT10 này cũng đã có màn lột xác nhẹ nhàng nhưng tạo ấn tượng rất mạnh cho người xem. Khoác trên mình bộ áo tem đấu cực kỳ thể thao với cái hai màu trắng đỏ đầy nổi bật. Yên xe được gọt lại với kiểu dáng hai tầng tạo sự cân đối góc cạnh cùng với chiếc xế và tạo thêm sự im ái hơn so với xin. Phần đầu được dính chặt với ngôi nhà thứ hai của mình với logo Cup XT Passion được đổ keo nổ cực kỳ đẹp. Chó đèn được dán titan 7 màu trong suốt. Ta thắng Racing Boy V6, cái bọc cam nó bật cùng với bao tay Racing Boy tích hợp thêm cầu xéo từ Soma tạo sự góc cạnh ở hai phía tay lái. Demi Zin được thay thế bằng Demi Đế Mắt Cú cực kỳ ngầu. Logo titan mang thương hiệu của BMW được dính chặt ở phần mặt nạ. Ốc vàng tạo điểm nhấn nó bật ở khắp mọi nơi. Móc treo titan tiện ích cho việc giữ mốc đồ. Dàn chân ấn tượng đầy cứng cáp với combo phục và giày trước đến từ đối thủ của chiếc Winner 110. Mâm ASIO bản to hầm hố với cái màu đỏ nổi bật cùng với đĩa gaffer được chính chặt bật ốc vàng. Lốc nồi cũng được dán carbon chống chạy cũng tăng thêm độ thẩm mỹ cho chiếc xe. Mỏ cài ướp lườn dưới tăng thêm hầm hố cho bộ cánh cũng được có sự nổi bật với cái tem đấu ở phía dưới đồng màu với hai màu trắng đỏ. Ống xả nguyên thủy của xe được sản xuất với cái lớp ngoài carbon tạo sự thu hút hơn ánh nhìn cùng với chén ốc City. Bình dầu Dysma cùng với dây dầu đồng màu cam đầy nổi bật. Cánh trái thì nhẹ nhàng hơn với cái mang cá xin xì, gạt tay X1R được phay lại với kiểu dáng độc lạ thu hút ánh nhìn đầy cứng cáp với cái lớp carbon bao phủ bên ngoài. Đĩa tải xin xì ánh vàng nổi bật cùng với sợi sên DD vàng. Phục Racing Boy bình dầu rời cải thiện thêm độ nhúng êm ái hơn so với xin, cũng như tăng thêm sự thẩm mỹ với lò xo vàng để bắt mắt. Đèn hậu cũng được dán titan 7 màu trong suốt. Bờ mông to đùng được khoe trọn với các phát biển số CNC. Xi nhan mô típ thon gọn hơn so với xin. Lớp đến từ thương hiệu IRC được nhập khẩu từ Thái Lan cho chất lượng tốt hơn cũng như tăng thêm độ bám đường tối ưu. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này và chi tiết nhớ like, share, subscribe.